Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình, lại là iWorld Gaming đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục có một cái con game mới nữa mà mình nghĩ là những anh em fan của Pokemon không thể nào mà bỏ qua được cả anh em ạ. Trời ơi, tôi khá là thích cái nói chung là cái gameplay này luôn ấy. Trời ơi, nói chung là tôi đã quay được một con Kyogre rồi anh em ạ. Thì khúc đó là cái khúc mà tôi không nghĩ là tôi sẽ ra, cho nên là tôi không có quay lại cho anh em xem rồi. Nhưng mà đại loại là tôi đã ra được một con UR anh em ạ. Đây, nó đỏ lè luôn anh em ơi. Úi dồi ôi, nó đẹp thì thôi luôn ấy. Úi dồi ôi. Tôi khá là mê con kêu ghê trong trong Pokemon nha anh em. Đó thì hiện tại tôi còn 10 lực nữa nè, quay cho anh em xem luôn. Có cái tím rồi không đi? Rồi vàng khè là không có tím rồi anh em ạ. Thì chắc ra SSR. Đây đây này. Ui ra được con hề nước luôn nè. Úi dồi ôi. Ui được thêm một con nữa luôn này. Ui bonus à. Ngon đấy chứ nhờ. Ui. Rồi vậy là tôi đã có hai con hề nước chơi rồi anh em. Nâng cấp con này lên luôn. Ý trời ơi thơm ngon bổ dưỡng đấy. Tôi sẽ cho anh em xem sơ một tí xíu nha. Thì dễ trong Pokemon này chúng ta sẽ có những cái sổ tay nè để kích hoạt. Ui đẹp lắm anh em ạ, nhìn mê thật sự luôn ấy. Ôi rồi trong này chúng ta có hệ thường nè, hệ lửa, hệ nước, hệ cỏ, hệ điện nữa nè, rồi thêm hệ băng. Hệ băng thì có như là chim băng này kia rồi đó, bộ ba rồi các kiểu này anh em. Ui còn cả người băng đồ nữa. Ui mình nhớ không lầm đây là con gì mình kêu em. Ui nhìn đẹp thế nha. Giác đấu nè. Ở giác đấu thì không có mấy con ấy. Hệ độc cũng không có. Đây là hệ đất nè anh em. Hệ đất chúng ta có Golden. Ui dồi ui. Ui chúng ta có hệ bay đẹp thế nha. Hệ bay chúng ta có Zardoz nè. Rồi chúng ta có Moltres. Rồi chúng ta có Ho-Oh. Rồi thêm cả con Lugia nữa. Ui dồi. Nhìn đồ họa nó cũng kiểu như là 2D nên mà. Chứ nó không phải là 3D thật sự. Nhưng mà nhìn nó kiểu như là nó cú te như thế nào anh em. Ui đây là tấm hai nhìn cứ té thế nha. Ui trời ơi ui nói chung là kinh đấy rồi. Và cái con game này thì hiện tại là mình cũng vừa mới tải thôi mà mình chơi, mình cũng không nghĩ là mình ron chơi này nọ nó cũng ra được cái con như thế này đây mà, cho nên là mình quay mình cho anh em tham khảo luôn. Nếu như anh em muốn chơi thì mình nghĩ đây sẽ là con game nó ok đấy. Rồi mình đi sẽ đi cho anh em xem thử gameplay của nó nha. Rồi đây, tôi sẽ bỏ mấy con không cần thiết ra, tôi cho cái con này vào đây rồi đấy. Con này chắc là sẽ cho vào đây. Con này mấy con này chắc không cần đâu nhờ, mình nghĩ như thế này là ok rồi đó. Đấy mình nghĩ như thế này lẹp rồi anh em ơi. Rồi khai chiến thôi đấy anh em có thấy không. Ui dồi ôi, để như một nè. Ui dồi ôi, phun nước cái kiểu được luôn. Ôi sao con này nó cũng quay ngược lại vậy. À quay lại búp cho đồng đội. Tôi tưởng quay lại nó quýnh đồng đội chứ anh em. Lạy hồn luôn ấy chứ. Rồi hiện tại là mình đang level 20 thôi anh em ơi. Ui dồi ôi, làm to thế. Ui cái gì. Game phải nói cái này là đúng hợp ý của tôi luôn em ạ. Những cái này mà thích Pokemon thì tôi nghĩ là không thể nào bỏ qua được cái con game này luôn. Ui dồi ôi. Nói chung là vừa đẹp mà vừa hay anh em ạ. Thì những cái ghép code mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả, cho nên là những anh em có thể là anh em lấy dưới phần mô tả ha, thì chúng ta sẽ có được một cái con game chơi khá là ok, giải trí cũng được anh em ạ. Thì mình cũng nghe nói là khi mà anh em quay hên xui á, chúng ta sẽ có được ba con, một là con Rayquaza, hai là con Golden là hệ lửa đó anh em, ba sẽ là cái con Kyogre này, tức là chúng ta chỉ có ba con UR này thôi. Mà nếu mà anh em may mắn lắm anh em mới ra được một trong ba con và anh em có thể chơi được rồi. Ông nào mà không biết là có ông nào hên hên mà ra được hai con UR luôn không nhờ. Ui cái này có nha anh em, tôi thấy ở trên cái group Zalo của cái con game này là có mấy ông gửi, mấy ông quay một lần ra được cả hai con UR luôn. Ui rồi có thể là game nó mới ra mắt cho nên là nó sẽ còn ưu ái về cái phần tỷ lệ, nên là anh em nào chơi thì mình nghĩ là đây sẽ là một cái con game test thử nhân phẩm của anh em đấy. Rồi ok tranh thủ đi nhảy thôi anh em ạ. Ui nhìn đã thế nhờ. Thì con game này sẽ tên là Siêu Học Viện 3D anh em ạ. Mình thì mình không thấy nó 3D lắm nhưng mà ơi nói chung là nhìn cũng 3D đó anh em, nhìn như thế này cũng 3D, kiểu có thể thay đổi góc nhìn các kiểu tùm lum tùm la luôn rồi. Nói chung là nhìn cũng ổn áp đấy. Nhưng mà cái con này đánh theo lượt, nó đánh sẽ đánh theo tốc cá nhân nha anh em, tức là con nào có tốc cao thì con nó sẽ đánh trước. Ui lâu lắm mà tôi mới được trải nghiệm về những cái con game Pokemon mà như thế này. Hồi xưa anh em nào mà có chơi game cái gì ta, đại chiến cái gì đó, nói chung là Pokemon đại chiến này nọ là anh em thấy nó cũng hay rồi. Còn bây giờ lại ra cái kiểu 3D như thế này nữa, mình thật cảm giác là đẹp thật. Nói chung là game càng ngày nó càng hay anh em ạ. Ui rồi con này nó đánh đâu thế, cái này búp gì đây. Đây đam 2.500. Con kêu ghê nó sẽ thiên về, mình cảm giác là vừa vào nó sẽ thiên về thủ bất công này nọ đó nè.
là đi đánh với lại cái ông đấu trường hả? Ngồi đấy, quýnh luôn. Ngại cái gì đâu, bây giờ là bốn chấp luôn nè. Rồi mới level 17 thôi, làm sao quýnh là mình anh em. Bắn nè. Ui, để tôi ráng thử nguyên một tem hề nước thử xem sao. Ui, nhìn cũng đẹp đấy. Ui, con này ở đằng sau búp thủ, búp giáp rồi, tùm lum tùm la luôn em. Đâu để tôi xem xem. À, mấy cái này nó hình như là búp giáp không được cộng dồn mà. Tăng kháng trạng, ui tùm lum hết, không dễ bị trạng thái để búp cô địch đánh trúng. À, ngon đấy nha. Ui rồi. Rồi bay màu nha. Làm sao đánh lại kem tôi đây? Búp nè, ui rồi. Đồ hoa này nọ cũng đẹp phết anh em ơi. Ok, thì hiện tại là mình sẽ đi ra mình xem cái con kêu ghê của mình nó tính cách như thế nào đây, mà tại vì thường những con game nó sẽ có tính cách riêng nha. Và bây giờ tôi bấm vào cái phần của nó ở đâu nha, bồi dưỡng đúng không, tính cách lập dị. Ok, tính cách lập dị bây giờ vẫn như thế nào? À, nó sẽ đây, đây đây tính cách của nó này đi. Nhưng mà bây giờ mình làm sao tẩy được nó nha, mình muốn tẩy cái phần điểm này đi anh em. Ui nhìn ok thế nhờ. Ui cái này được bồi dưỡng luôn này, nâng cấp, nâng lên cho em nó mạnh. Không cái nào tấn công mà. À cái này tấn công đây. Ui ui rồi mát luôn rồi. Ôi nhìn nó bay nè anh em. Rồi ôi nhìn ok phết nhờ. Ui sư tử băng mê thật anh em ơi. Đấy, cái này tôi đang max level của tụi nó rồi. Đấy, vui server mới nè. Nhận quà. À, làm nhiệm vụ để được một cái con mèo nè anh em. Tích lũy chiêu mộ. À, là tôi chiêu mộ được 40 lần rồi nè anh em. Hồi trong 30 lần mà tôi đã ra được cũng kêu ghê rồi. 10 lần còn lại là tôi hồi nãy tôi quay cho anh em xem ấy. Ui. Kết bạn tùm lum tùm la nè. Đồng ý luôn. Tặng và nhận luôn. Rồi, có ông nào. Ui, có ông này cũng có kêu ghê nữa nè anh em. Ui, không biết là có ông nào có hai con UR chứ nhờ. Ui ông này có Golden. Ông này là có thêm cái con này nữa. Nhìn ngon thế. Ui ông này một sao luôn hả? Ông này tăng lên được một sao đúng không? Ui mạnh thế. À tôi cũng được một sao nè. Hết hồn quá chứ. Tăng sao là cần thêm một con Kyogre nữa. Và nó cần thêm một cái mấy cái lá này nữa anh em ạ. Ui không biết là mình có may mắn mình roll lên được một cái con Kyogre nữa không nhỉ? Để tăng sao cho nó luôn anh em. À cái này là mình sẽ được một con ấy nữa nha. Đây rồi. Đây tôi thấy là có mấy mình khi mà mình đạt ải gì đó mình sẽ được nhận thêm một trong ba bộ tứ chim nữa anh em. Đúng rồi đã nó. Bực nè. Ôi nó giảm công rồi anh em ạ. Và đây sẽ là sự xuất hiện của kêu nghe. Ui rồi nữa. Ui rồi. Ui đêm to thế nhờ. Ui rồi con quỷ này nó đánh một lần 13k. Bỏ qua ải sâu. Rồi lượm tiếp lượm tiếp. Tôi thấy tí nó sẽ nhận được một con chim đấy. Cố gắng lượm chim thôi. Gì chứ chim là thấy là phải lượm ngay ở đây ạ. Không thể nào bỏ lỡ được cái gì. Đấy nó sẽ búp nè em. Tính là con Gale này búp nhiều lắm luôn đấy. Tăng một tầng công là một tầng thủ và một ôi, ở đây có hai tầng thủ luôn à. Rồi thêm cả một cái đỡ sát thương cho mục tiêu nữa. Ngon thế nhỉ. Win rồi. Tiếp 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 tiếp. Ôi cái con cào cào này nó quýnh đau lắm anh em. Nó gặp một cái tôi phải nói là tên kia mất máu khủng khiếp luôn đấy. Ai bước máu lên nè. Có cái con này mặt trăng tôi thấy là nó ở đằng sau. Kiểu như là nó chỉ là cái hệ không có được hiếm anh em. Nhưng mà nó vẫn bước khá là ngon. Ôi, con này của tôi bị đóng băng rồi. Đây rồi. Sử dụng kêu. Ui dồi. Bắn một cái chết luôn kìa. Ui dồi con này đẹp. Con đó nó có bất trạng thái gì cho mình không nhỉ? Ngon nghe đấy. Vậy là tôi đã nhận được một con chim. Sau khi lấy xong cái đường đó rồi thì tôi nghĩ là tôi sẽ lấy luôn cái hệ nước, hệ băng gì đó anh em. Trời ơi. Đấy vậy là tôi sẽ chơi nguyên một tem hệ băng và hệ nước luôn. Ok chưa? Đây rồi, thấy nó vào luôn anh em ơi. Cho nó lên cấp. Ôi, lên 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 lên. À, cái này lên được 21 nè, cho em lên luôn. Rồi, cho con này lên luôn. Đấy, con này thì vẫn lên được nha. Đấy, cho nên là cho nó lên luôn anh em ạ. Con này ở đằng sau úp thủ khá là ngon, cho nên là tôi sẽ cho nó lên. Ui, hết rồi.
hết cái phần thức ăn để cho nó lên cấp rồi. Rồi, đi lại tiếp, đi lại tiếp. Vô. Đó, cho con chim vào, cho con chim vào. Ôi. À, hình như hồi nãy tôi bỏ qua là không có cái phần xếp đội hình anh em ạ. Thôi, đợi một tí ra xếp bỏ con chim vào chứ. Tự nhiên lấy con chim nãy rồi không chơi à. Ý. Rồi, mỗi lần nhắc tới chim là anh em rộn ràng sâu sao. Ai kêu ghê quýnh thật sự luôn, là nhìn rất là đẹp nha anh em. Rồi tôi không biết là con Golden với lại cả cái con Raya nó sử dụng kêu nó sẽ như thế nào nữa. Ui rồi, nhìn đẹp thật. Đây, thì cái này tôi sẽ bấm ngoại sao nha. Như vậy là nó sẽ cho mình xếp đội hình lại. Đó, thả con chim vào. Ý, ngon nghẽ ngay chứ nhỉ. Đi vào xem kỹ năng của con chim băng. Đấy, búp nè. Đấy, thơm chưa. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, nó gây hưởng đóng băng lên cho tên bạn hay sao kìa anh em. Ôi. Ôi. Ui, tính ra con chim này ngon hết nhờ. Ui, tôi thấy ok đấy. Tính ra là đi với lại kem nước rất là hợp nha anh em. Làm giảm cả thủ nữa này. Ui dồi ôi. Ui, mê con game này thế nhờ. Ôi, nhức cái nách thiệt hả chơ. Đây rồi. Ui, con game của mình nó bị đóng băng rồi. Cái này mình có thể thay đổi góc nhìn nữa nè mà. Ôi, sao tôi bị đá ra ngoài rồi. Đang xem mà còn chưa ấy nữa. À, nó có độ ai khó. Nói chung là cũng giống anh Ngọc Thần đó nè mà. Để đi thử cái độ ai khó thì như thế nào nha. Vô. Đấy, cái này có nhân 3 được không ta? Nhân 2 thôi. Đấy, bắn nước. Búp cong lên. Đây. Tính ra nó gây hiệu ứng ngon phết nhờ. Ui dồi, búp máu à. À, này thì búp máu. Này thì búp máu nè. Bắn nước nè. Tôi bị đóng băng rồi. Đấy, con chim miếng tim nè anh em. Ui dồi. Ui, đóng băng tên bạn luôn kìa. Ngon thế. Tính là tên của mình chưa có đam chính đó anh em ạ. Chỉ toàn là những cái con cong thôi. Kiểu kêu hiện tại là đang cái lượng đam của nó là cao nhất rồi. Đó, gây một lần là 18.000 sát thương. Con này thì cũng là toàn những cái con hệ cong thôi. Ủa lộn, những cái con hệ búp thôi. Chỉ có con cào cào này tôi thấy là đam nó to nè. Để tôi vào vừa vào hình như là cái con chim nó sẽ búp cái phần giảm để búp bên kia đó. Anh thấy không? Vừa vào nó đã gây được búp cho thêm bạn rồi anh em ạ. Ngon đấy. Tem nước này chơi khá là ok nhưng mà không có con đem chính anh em ơi. Bắn nè. Này là vừa vào là có cái lợi thế về về búp này anh em. Tức là búp căng bên mình mà giảm gây để búp cho tem bạn nữa. Tính là tem này chơi đẹp phết. Ui chim, thả băng. Ui đu đu đu. Ui dồi, đóng băng hai con luôn. Nếu vậy tôi nghĩ thí dụ mà tên của tôi á thì cần thiết thay là cái con sói mặt trăng này nè em. Không có nhớ rõ tên của mấy con Pokemon nhưng mà tôi cũng rất là mê. Rồi. Lại búp tiếp. Búp nhiều thế nhờ. Nó có búp cộng dồn không? À, nó cũng chỉ có một tầng thôi à. Tôi né nữa chứ. Này thì né này. À, giờ trở về căn cứ cho anh xem nè. Vào đây thám hiểm. Đâu thám hiểm đâu. Còn thiếu 18 mạng nữa thì chúng ta sẽ nhận được cái này đi mà. Rồi chúng ta nhận được thêm một cái con chim nữa nè. Đó là khi mà chúng ta đi ải là chúng ta sẽ nhận được những cái này luôn. Ui ngon đấy. Tính là game này cũng cho nhiều quà phết nha. Ủa vượt ải rồi mà. Sao lại bắt đi nữa vậy? Sao lại bắt tôi đi một lần nữa vậy trời? Đó vừa vào nó gây cái hiệu ứng điều bức cho tay mạng toàn thể luôn nha anh em. Hiệu ứng giảm thủ tùm lum tùm lá đó. Phá giáp cái gì nữa nè. Đây đi mà. Giảm thủ, cái này sẽ là giảm thủ đặc biệt. À, tính là cũng có nhiều cái phần chỉ số đấy. Con chim này ngon đấy anh em ơi. Mặc dù nó chỉ là SSR thôi, nó không có được UR nhưng mà nó phải nói là búp cho tên cực kỳ ngon luôn. Ông nhỏ này cũng đi cái tướng ra nhìn đúng ngầu luôn anh em ạ. Ui còn kêu ghê này thôi. Nhìn lực thật sự. Úi rồi. Rồi bay màu luôn. Rồi, để mình về lại cái phần căn cứ xem. Đừng có bắt tôi đi ải nữa nha. Rồi, thì giờ sau khi trải nghiệm được một tí thì tôi thấy là nó cũng khá là ok đấy chứ nhờ. Rồi, chúng ta sẽ có cái nạp đầu nè. Ui, nạp đầu nhận được con Celebi đi em ơi. Celebi thì con này hiện tại nó là SSR nên nó không có được UR. Cái này nó sẽ thuộc dạng như là búp hay sao ấy.
Đây, hệ nước rồi hệ cái này là hệ gì tôi cũng chả đó nữa. Để tôi vào đây tôi cho anh em xem. Con Celebi đúng không? Sổ tay đâu rồi? Nó là hệ gì ta? Kiếm bây giờ mà kiếm cái con Celebi trong này cũng cũng mệt nha. Ui con hồ đẹp phết đấy. Ui hệ lửa, nói chung là nhìn hệ lửa nó đẹp con thật sự anh em ạ. Con Rasengan này giờ ui nhìn nhìn nó cute như thế nào anh em. Rồi chúng ta sẽ có hệ nước là Kyogre, rồi có thêm cả con này đặt đặt tên là gì ta, Bagia. Nói chung là tôi cũng không có rành lắm. Ui Zekrom, ui đẹp thế nhở. Rồi băng thì tôi kích hoạt được cái này, rồi thêm cả con Kyurem nữa. Ui con rồng này, mấy con rồng này thật sự luôn. Nói chung là tôi rất là mê game Pokemon nha anh em. Nhưng mà hiện tại thì để xem có thời gian chúng ta sẽ chơi cái con game này luôn. Ui chứ chơi nhiều game quá tiền đâu chịu nổi. Ơi, ơi, ơi. Rồi, bây giờ là tôi không thấy cái con không thấy cái con Celebi rồi đi mà. Tôi nghĩ nó hơi cỏ. Thì cỏ có không? Không thấy rồi. Đây 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 đây, nó đây anh em ạ. Đấy, nó sẽ là hệ búp anh em. Tính ra là nó sẽ búp khá là nhiều á. Khóa chặt rồi thêm cả búp nữa. Đó, nó chỉ đa số là nó sẽ búp nha anh em. Tính theo mát cấp sao tăng bậc đột phá 6 cái cá thể đâu nè. Ui nói chung là nhìn đẹp, nhìn mấy con này cute phết anh em ạ. À, hệ thường hồi nãy tôi thấy là cái con Kyogre này nó còn lên được cả Mega nè anh em. Đâu rồi nhỉ? À, hình như là chưa cập nhật rồi, tại vì tôi có xem sơ qua cái bản ở bên Trung, nó có thêm một phiên bản gọi là tiến hóa Mega của cái con Kyogre này nữa. Nói chung là những cái hệ này là hệ còn thường thôi, nó còn tiến hóa lên Mega nữa anh em ơi, nhìn đẹp lắm. Thì nói chung là ơi là về là nạp đầu chúng ta sẽ có Celebi nè, hệ búp nè, rồi chúng ta sẽ có thêm sự kiện. Ui cái này là lấy được con Zidia hả? Ui, nó đấy tích nạp là nhận được mấy cái con này. À trong này cũng có nhận được nữa nè. Đó rồi trong đây chúng ta nhận được những cái trang bị hay sao đấy, rồi nạp liên tục lại nhận được mấy con này luôn đấy, tích tiêu hao. Rồi chúng ta sẽ có thêm đó chính là cái phần đua tớp server mới. Ui chúng ta được con Ho-Oh đi mà, cái như là được cái vương miện của nó luôn nè, ngon đấy. Nhưng mà bây giờ muốn đua tớp thì khoai lắm anh em ơi, mấy hôm nay chưa hết lên top 4 rồi nè. À, mong này kích hoạt cái phần sổ tay cho đi mà. Chua chua chua. À, cái này là mình sẽ trải nghiệm trước ha. Thí dụ như mà sau này tôi muốn đua tớp con game này thì tôi sẽ chơi cùng với anh em luôn. Ok không nào? Đó. Thì nói chung là cái video review game của mình đến đây chắc cũng hơi dài rồi. Thì hy vọng là anh em có thể tham khảo qua. Nếu như mà anh em nào thấy ưng mắt thì có thể chơi thôi. Đó, tại vì mình cũng review game để mình này nọ cho sau này mình không có bị gọi là trùng một cái con game chơi hoài nó chán anh em ạ. Ok, thank you anh em nhé. Và hy vọng là anh em sẽ cho mình một like cũng như là subscribe để mình cố gắng tìm những con game mới cho anh em nữa. Thank you anh em rất là nhiều luôn.